Thân nhân cùng kênh Hãy Sống Khác, rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Quý vị thân mến, giàu có là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực không ngừng. Không có ai mà bỗng dưng đạt được một thành tựu lớn trong khi bản thân không đầu tư gì cả. Có câu nói như thế này, giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nghèo đói thì chắc chắn là khổ. Thế nhưng đâu phải chúng ta cứ cắm đầu, cắm cổ và làm việc 10 tới 12 tiếng mỗi ngày là có thể trở nên giàu có thể thoát khỏi cái nghèo. Điều khiến chúng ta có thể thoát khỏi cái nghèo chính là phải thay đổi từ suy nghĩ, từ tiềm thức và cách sống của mỗi chúng ta. Và ngay sau đây thì Thanh Nhẫn xin được chia sẻ tới quý vị ba cách sống khiến con người mãi nghèo khổ chẳng thể dứt ra được, ai cũng nên biết để có thể tránh xa. Mời quý vị theo dõi. Phụ nữ có phúc khí hay không? Nhìn qua 5 điểm này là biết. Thứ nhất, sự tu dưỡng. Người phụ nữ nên giữ cho mình một trái tim lương thiện. Tu dưỡng sự thiện lương sẽ nhận được ngày càng nhiều phúc báo. Việc tu dưỡng trái tim lương thiện cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách. Thông qua việc làm hàng ngày mà biết được người phụ nữ này sẽ nhận được bao nhiêu phúc báo. Khi nói chuyện, người phụ nữ được tu dưỡng tốt thường không nói nhiều nhưng sẽ lên tiếng khi cần thiết. Lời nói không gai góc nhưng đầy trí tuệ thâm sâu. Họ cũng không cần trang điểm quá nhiều nhưng vẫn thể hiện ra nét quyến rũ đặc biệt. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy trang phục mà họ mặc cũng thể hiện sự thanh lịch trong đó, mộc mạc nhưng tươi mới, cổ điển và độc đáo. Người xưa cho rằng người phụ nữ có sự tu dưỡng sẽ giống như một người bảo vệ, quyết định sự hưng thịnh của một gia tộc. Đức hạnh của người phụ nữ cũng không thể che giấu, chúng đều được biểu lộ ra bên ngoài. Người phụ nữ được tu dưỡng tốt sẵn sàng chịu khổ cùng chồng và kính trọng cha mẹ hai bên. Họ biết cách quý trọng và yêu thương, sẵn sàng buông xuống ước vọng giàu sang, không ghen ghét so bì với sự giàu sang của người khác. Họ sẽ không vì tiền mà trở thành người vô lương tâm, nhạo báng mọi người. Ngay cả lời nói họ cũng chú ý tu dưỡng. Lời nói mang theo thiện niệm, rõ ràng mà ngọt ngào dễ nghe. Người phụ nữ thiên sinh từ thủy. Thủy ở đây chính là phong thủy trong gia đình. Người phụ nữ có thủy tính, mang tính vượng phù, loại nước thanh khiết, trong lành, thông tuệ và nhẹ nhàng, có thể nuôi dưỡng và gột rửa lòng người, tâm chuyển mệnh, tâm sinh vận. Người phụ nữ có đức hạnh, tuổi càng lớn thì càng có phúc tướng. Người đàn bà không có đức hạnh, tuổi càng cao, tướng cũng sẽ càng xấu. Thứ hai, tướng mạo. Khi thể hiện ra nét mặt hiền lành, hòa ái dễ gần, giản dị thanh cao đều cho thấy nội tâm người này rất thiện lương, không lo tu thân dưỡng tính. Người có nhiều phúc báo sẽ thể hiện ra ở chính gương mặt. Càng lớn tuổi, tướng mạo của người phụ nữ này càng thiện, càng không già đi, ai tiếp cận họ cũng luôn có cảm giác thân thiết. Càng lớn tuổi, tính tình càng giống một đứa trẻ, nội tâm an lạc, như là ở đời này không còn gì phải lo lắng. Kỳ thực, giàu có của người phụ nữ không phải đến từ chồng, lại không đến từ ông chủ, mà là đến từ chính phúc phận của họ. Giữ thiện tâm và cố gắng hành thiện, người phụ nữ sẽ tích được phúc báo. Thứ ba, trang phục. Người phụ nữ mệnh tốt hay không, từ trang phục là có thể nhận ra được. Nhân thể là một vũ trụ nhỏ, núi sông mặt đất ở bên ngoài là đại vũ trụ. Người đàn ông đối ứng với trời, người phụ nữ đối ứng với đất. Người phụ nữ và mặt đất có mối quan hệ đặc biệt mật thiết. Nếu ăn mặc hở hang thì cũng như là hoang mạc, có thể sinh trưởng ra được cái gì đây? Người phụ nữ có phúc báo thật sự đều là nhờ đức hạnh kín đáo. Thứ tư, ngôn ngữ. Người có giọng nói dễ nghe nhất định là người có tu dưỡng nội tâm tốt, tích đức hành thiện mà được an khang, biết sám hối và sửa đổi bản thân sẽ tạo nên vẻ đẹp hiền thục. Lời nói không châm biếm, không gắt gỏng, không thô kệch, không chỉ trích mà tràn đầy sự hiền từ của người phụ nữ. Nó thể hiện ra giọng nói hay như tiếng chim hót khiến ai cũng muốn nghe. Người phụ nữ như thế nhất định là người đại phúc. Nếu như giọng nói của người phụ nữ không tốt thì gia đình rất khó thịnh vượng. Muốn nói lời hay ý tốt thì cần phải tu đức, bởi vì lời nói xuất ra từ nội tâm, trời đất đều biết rõ. Thứ năm, lối sống đơn giản.
Thế gian vốn dĩ rối ren phức tạp, vạn sự đều vô thường, chỉ có thuận theo duyên phận, biết tự hài hòa mới có được niềm vui, không đòi hỏi quá đáng, không cố chấp, không tham lam, không oán giận. Biết đủ thường vui, người phụ nữ biết tự hài lòng sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Cô ấy hiểu rằng thứ của bạn sẽ là của bạn, không cần thiết cưỡng cầu. Mọi sự tùy duyên, không cưỡng cầu, càng không cố chấp. Do đó những người phụ nữ này sống ung dung tự tại, Phật Bồ Tát tự khắc sẽ dõi theo họ suốt cuộc đời. Những người phụ nữ càng đơn giản, biết thỏa mãn, càng dễ dàng chạm tới hạnh phúc đích thực. Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, tinh tươm, nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, cầu thả, trong nhà thường bừa bộn, luộm thuộm, tâm trạng cũng sẽ không tốt. Người phụ nữ tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi, vô cớ sinh sự, nhà cửa không có nổi ngày yên vui. Người phụ nữ rộng rãi, đúng mực, thấu tình đạt lý, tài vận chắc chắn thịnh vượng, già trẻ, sức khỏe an khang. Người ta nói rằng đàn bà mạnh mẽ nghĩa là họ đã từng yếu đuối, đàn bà khôn ngoan cũng từng có một thời khởi dại. Dĩ nhiên, cuộc đời người đàn bà chẳng mong gì hơn là lấy được người chồng tốt, hết lòng vì vợ con gia đình. Thế nhưng cuộc đời là vô thường, chẳng có điều gì khiến ta biết chắc được ngày mai sẽ ra sao. Người chồng hết mực yêu thương mình, liệu có vì những đóa hoa thơm ngoài kia mà ngoảnh mặt đưa lưng hay không? Phải hiểu rằng chẳng có chuyện hạnh phúc của người đàn bà nằm trong tay người đàn ông nào hết. Đừng đổ lỗi do số phận hay lấy nhầm chồng, tất cả là do bạn hết. Nếu bạn đủ khôn ngoan, đủ mềm mỏng để khiến chồng phải thương và luôn sợ làm tổn thương bạn, thì cả đời này bạn sẽ luôn hạnh phúc và là nữ hoàng chứ không phải ô xin, lúc nào cũng ở xó bếp, ăn cơm nguội và nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ chồng, nhà chồng. Chính vì lẽ đó, đàn bà, dù cuộc sống có đang tốt đẹp đến nhường nào đi chăng nữa, cũng phải biết tự làm ba việc này, để ngay cả khi cuộc đời bỗng dưng xảy ra những bất trắc, cũng không thể khiến mình gục ngã. Thứ nhất, tự lo. Đàn bà khôn không mang suy nghĩ tự lo là tự khổ. Tự lo của đàn bà không phải cứ lo hết chuyện của thiên hạ, gom hết gánh nặng thế gian đặt lên lưng mình. Tự lo của đàn bà khôn ngoan cũng không là cả ngày hết chuyện bếp núc, rồi chồng con công việc, một lúc cũng không ngơi tay. Với đàn bà khôn ngoan, tự lo chính là độc lập. Họ tự lo cho túi tiền của mình, lo cho những mong muốn và ảo vọng của mình. Họ tự lo cho niềm vui và nước mắt của mình. Họ tự lo cho cả bình yên và hạnh phúc của mình. Tự lo với họ chính là tự lựa chọn trong từng lối sống, suy nghĩ, niềm vui và cả đau buồn. Điều đó không có nghĩa là họ cô đơn, vì lo quá nhiều, vì tự nghĩ quá nhiều. Đàn bà khôn ngoan vẫn để đàn ông lo cho mình đủ và vừa, không quá hay thiếu. Họ vẫn đặt chút ít đời mình vào tay đàn ông, vẫn cần những lúc đàn ông vỗ về chở che. Nhưng sau cùng, họ vẫn luôn tự lo cho mình, để tự do, để độc lập, để không cần đàn ông vẫn bình thản và an yên. Đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ tin khi đàn ông nói rằng họ yêu bạn hơn chính bản thân họ. Đàn bà khôn nên nhớ, với thứ tình yêu vô điều kiện, thương hơn cả bản thân mình, chỉ có thể là tình phụ mẫu. Sẽ chẳng có ai trên thế gian này có thể yêu thương bạn không vị kỷ, không cầu nhận lại, bất chấp lỗi lầm bạn gây ra. Chỉ có cha mẹ, người sinh ra bạn mới có thể yêu bạn hơn chính bản thân họ. Phải nhớ kỹ điều này mà đừng dại tin vào bất kỳ tình yêu vô điều kiện của đàn ông. Thứ hai, tự do. Đàn bà khôn ngoan cần tự do, nhưng không có nghĩa là chạy theo những tháng ngày không ràng buộc chồng con, không gánh nặng gia đình. Họ hiểu hạnh phúc luôn đi kèm với trách nhiệm. Đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải biết gánh trách nhiệm. Và với đàn bà, có chồng cũng là một loại hạnh phúc phải trải qua trong đời. Đi kèm sau đó là trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Tự do của đàn bà khôn ngoan chính là không rời bỏ chính mình dù phải sắm vai một người vợ, người mẹ. Họ vẫn biết mình muốn gì, cần gì
phải trở thành người họ mong muốn trước khi có chồng có con. Họ không vì trách nhiệm gia đình mà thôi đam mê và hy vọng. Họ vẫn có công việc họ theo đuổi, vẫn đủ đam mê lựa chọn điều mình muốn, vẫn có tự do dành riêng cho mình. Thứ ba, tự thương. Đàn bà khôn ngoan tự thương mình, thương từ những vết tích sau mỗi đau lòng, thương đến kiêu hãnh tự tôn, thương luôn cả chính mình suốt tháng năm. Họ có thể yêu bao người cũng không quên thương chính mình. Họ có thể vì ai hy sinh cũng không quên tự mình vì mình. Họ có thể vì người không quên vì mình. Họ thương mình trong từng ánh mắt, không vì ai dưng lạ mà nhạt nhòa. Thương mình trong từng khoảnh khắc cuộc đời, mỗi ngày đều vì mình vui vẻ, vì mình cố gắng. Họ thương mình cả trong tình yêu và hôn nhân, không vì ai mà sống phí sống tạm, càng không quên mình khi đã biết làm vợ làm mẹ. Đàn bà khôn ngoan luôn nổi bật, không hẳn vì họ được ưu ái nhan sắc mỹ miều, vì họ yêu chính cơ thể và hạnh phúc của mình.